Kiều Loan xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Toàn dân phòng cháy chữa cháy. Kiều Loan rất hân hạnh được góp sức cùng ekip sản xuất chương trình cung cấp các kiến thức pháp luật và thông tin các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến quý vị một cách trực quan, sinh động và hiện đại. Thưa quý vị, những vụ cháy nổ xảy ra do dung môi hóa chất thường gây thiệt hại.